Giữ tay đi em. Mùi này là mùi gì ta? Ồ, ghê à. Ủa anh Trung, nó có tự ngắt không? Ví dụ như đưa vô bao lâu nó tự ngắt chứ không, nó thổi hoài luôn à? Rút ra nghe. Không, để luôn. Để luôn cũng ngắt nữa. Ừ, mấy giây. Chứ không để nó phun hoài luôn. Nè. Ngắt chưa? Ngắt rồi nè. À. Nhưng mà nhúc nhích giá thì nó thổi. Rồi, ok, hiểu. Vậy thì được. Cái da của ông nó là cuối cùng. Cũng được. Đó, cảm biến. Ok. Mày bẻ đầu vô chi, bẻ cho ngược ra nó xịt ra ngoài. Hay.